Em có cặp loa rất là hay gửi các bác. Cặp loa Bát 40 của Nhật. Dòng này thì nó không được thương hiệu lắm, do đó cái giá nó rất là hợp lý các bác nhé. Kenwood 3.7. Những cái dòng số két này 3.7, 3.8, 3.9 thì thường nó là dòng Bát 40. Đấy. Đấy, Bát này. Anh em chơi loa mà nhất là loa bãi thì hay quan tâm đến cái đường kính bát, chưa quan tâm đến model mà chưa quan tâm đến hãng, thường là anh em sẽ hỏi là bát bao nhiêu. Đấy. Bao giờ anh em hỏi cái bát bao nhiêu thì cặp này là Bát 40. Và với những cái dòng loa gia đình thì Bát 40 là dạng to rồi các bác nhé. Còn bình thường thì anh em chủ yếu là chơi Bát 30. Đấy, còn Bát 40 là dành cho những không gian nó rộng. Và những cái dòng Bát 40 kiểu như Kenwood này ấy, thì nó rất là thích hợp cho các bác nghe những cái dòng nhạc vàng, nhạc bolero. Đấy. Và cặp này nó có một cái chống chỉ định là chống chỉ định nghe nhạc sàn. Nhạc sàn không ai người ta nghe những dòng loa này cả. Loa này dòng loa gọi là dòng loa cổ. Một cái băn khoăn nữa các bác hay băn khoăn đấy là về cái chất lượng loa thì nếu mà chơi loa bãi thì anh em phải hiểu một điều là nhiều khi có những cặp loa cổ nó lại còn đắt tiền hơn rất nhiều những cái dòng loa đời mới, bởi vì cái chất âm của nó rất là hay. Đấy. Và độ bền thì khẳng định luôn các bác là loa thì nó rất là bền, loa nó rất là bền luôn, đặc biệt những cặp loa Nhật bãi xịn như này nó vô cùng bền. Loa thì cơ bản cấu tạo nó chủ yếu là phần cơ nhé, chứ phần điện thì gần như không có đâu, chỉ có một vài con tụ, một vài con trở. Đấy, còn đâu cơ bản là gọi là phần gọi là cơ hết, từ củ từ đấy, rồi xương, rồi màng, rồi nhện, rồi gân, rồi côn. Những cái đấy thì gần như là rất là bền bỉ. Đấy, chỉ có cái gân này thi thoảng có những cặp gân mút về là mình phải thay, bởi vì nó sẽ bị mủn. Nhưng mà cặp này thì nó lại là gân vải, do đó gân vải thì nó sẽ không bị mủn. Cặp này nó sở hữu một Bát 40 này, và các bác sẽ nhìn thấy đây nó sẽ hai chung nó làm đôi xứng, ở giữa nó là cái tinh chỉnh, còn chính giữa ở dưới này thì nó là một tép kèn. Sở dĩ có thể nó thiết kế như này để bản chất của cái dòng này nó dòng thiên về nhạc vàng bolero. Đấy. Và những cái dòng nhạc country anh em nghe những cái dòng loa này cũng rất là hay, bởi vì ngoài cái giải bát thì trung âm của này cũng rất tốt. Giải cao thì tép kèn rồi thì không phải nói rồi, nhưng trung âm người ta làm đối xứng này để bổ trợ cho nhau này. Đấy. Cặp 3.7 này thì các bác chơi âm ly thì cũng không có gì khó khăn đâu, chơi những con âm ly khoảng tầm trên 100W là ok rồi. Mặc dù đây anh em nhìn là 200W một chiếc ấy, nhưng như con âm ly kéo đẩy em đang đánh này là công suất có 130 thôi. Tiếng rất là sạch sẽ và loa còn nguyên zin hết nhé. Đấy. Đầu xuân thì những cái sản phẩm này thì em đều có giảm giá phục vụ các bác. Đấy. Em rất là thiết thực. Đấy, không có cảm ơn suông. Mọi cái em đến qua cái đợt đầu năm này sẽ có những cái ưu đãi cho các bác, trừ luôn vào giá sản phẩm. Cặp loa rất là đẹp nha các bác nhé. Tiếng hay, chi tiết. Đó, các bác đang nghe bản nhạc không lời nha, hòa tấu đàn tranh. Trực tiếp điện thoại hoặc đến địa chỉ này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.